mình bát dầm sữa hoặc là dầm với đường thì nó lớn lên. Vâng, dầm sữa và với đường. Ai thích ăn đường không thì dầm đường không, còn ai thích có thêm muốn béo hơn thì dầm thêm sữa. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải làm gì à, con lấy cái lõi ra mình để góc đó được rồi. Đúng rồi đó. Rồi chúng ta cũng phải đeo ba tay để cho nó sạch sẽ vệ sinh. Đấy, gọt cái vỏ nó, nó rất là mềm, rất là dễ gọt. Chúng ta gọt cũng được và ta có thể cạo cạo cũng được nữa. Lớp vỏ ở ngoài này nó rất là mềm, rất là mềm, chúng ta có thể cạo cạo đi cũng ra, nhưng mà gọt này nhìn nó đẹp hơn đó. Con gái này gọt là coi như là hơi nhuần nhuyễn rồi đấy. Chăm hay không bằng tay quen đúng không con, chịu khó làm bếp thì tay mình sẽ quen. Mai mốt lớn lên thì không phải mất thời gian học về cái việc làm bếp nữa. Gọt sạch rồi thì con rửa sơ nước đi con, để nó cái vỏ nó có dính vào thì rồi con nằm cho vào ly mấy cái à như vậy. Nhưng mà bây giờ con chưa, con cho nửa trái vào ly đi. Rồi con để cái nửa trái trên tay đó để con cho mọi người xem thưởng thức. Cắt ra nhẹ mà, con lấy tay con bửa đôi cũng được mà, đó nhẹ lắm, cái trái nó chín nó mềm rồi đó nha các bạn. Đầy quá à, con lấy đi nữa đi con. Đó, con cho vào trong ly, cho bớt sang ly bên đây. Đó. Đó, con đưa sát vào đây cho mọi người xem lại cái hạt. Đó. Rồi, đâu, quay cái tay để đây nữa. Đó, cái hạt nó lên trong này đó. Nhưng mà cái hạt này nó không có đen nhánh như hạt na, như hạt mắng cầu đâu. Nó hơi ngà ngà một chút. Đó. Này. Mà cái mùi thơm nó làm ở đó, mình ngồi đây mà nó tỏa ra thèm quá à. Nhẹ lẹ lên con. Thèm quá. Thơm quá. Thơm nước mũi luôn. Rồi, lấy muỗng ra dầm. Rồi cho đường vào là chúng ta dầm ra, là chúng ta cho đá và chúng ta thưởng thức. À. Nếu mà cái này có thời gian chúng ta dầm càng lâu á thì cái thịt nó sẽ bung ở dưới cái hạt ra thì mình ăn nó ngon hơn, nó dễ ăn hơn. Chứ còn để mà dầm sơ sơ thì chút ăn thì nhằn mất thời gian đó. Rồi, dầm đi coi. Cho đường thì mình cho vừa thôi để vừa cái khẩu vị của mình, chứ đừng có cho nhiều quá thì ngọt. Còn nếu ai mà thích béo nữa thì cho thêm sữa. Chào chị. Đó, cái trái này khi mình dầm kỹ ra thì nó sẽ ra nước, nó mềm ra. Ăn rất là ngon, đó, chảy nước rồi đó, thấy chưa. Đây là mình, nhà mình đây không có thích, không có cho sữa, cho sữa là ngon lắm.